Hello các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Vlog 61. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn hai cái phiên bản Vision mà khá là nhiều chị em mình đang phân vân không biết lựa chọn phiên bản nào. Và đây là hai cái phiên bản mà chị em mình mua nhiều nhất trong tất cả các phiên bản của Vision. Thì như các bạn cũng biết á, Honda Vision sẽ có 4 phiên bản là tiêu chuẩn, đặc biệt, cao cấp và cá tính, là 4 phiên bản ha. Thì tiêu chuẩn này mình không nói tới rồi, tại vì nó là phiên bản khá thường. Còn cái thằng mà cá tính nè, cao cấp và đặc biệt á, thì nó sẽ là Oxy Mackay. Và ba cái phiên bản đó là chị em mình khó lựa chọn nhất. Thì hôm nay mình sẽ lấy ra hai cái chiếc, một là phiên bản đặc biệt bên đây, một là phiên bản cá tính ở bên đây, để cho chị em mình lựa chọn dễ hơn. Tại vì hai phiên bản này là các chị em lựa chọn nhiều nhất luôn. Đấy, cá tính á, thì chị em cũng biết á, nó sẽ có hai màu là màu xanh này và màu đen nhám giống như bên kia. Nhưng mà cái bánh xe nó sẽ to hơn một tí nên là cảm giác nó sẽ cao hơn. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình đó là nó sẽ cao hơn, đúng không? Đó, còn phiên bản đặc biệt màu đen bên kia đó. Tại sao gọi nó là đặc biệt? Tại vì nó đặc biệt thôi. Nó giỡn với bạn thôi. Đặc biệt tại vì tất cả những cái dàn nhựa và cái yên của nó sẽ là màu đen. Còn đối với phiên bản cao cấp á, thì cái dàn nhựa và cái yên của nó sẽ là màu nâu. Và mọi người có thể phân biệt được như thế nha. Và thay vào đó, cái phiên bản đặc biệt đó nó sẽ khác với phiên bản cá tính là cái phần đèn chỗ này nè các bạn. Các bạn sẽ thấy, nhìn kỹ nha, các bạn sẽ thấy được là cái chỗ này, đèn cái này nè, nó sẽ là màu khói. Còn bên kia nó sẽ màu trắng. Tất cả các phiên bản của Vision đều là màu trắng hết, chỉ riêng phiên bản cá tính này, cái đèn chỗ này nó sẽ màu khói. Đấy. Rồi. Hôm nay cái giá của nó cũng khá là ngon lành luôn. Chiếc mà phiên bản cá tính này á, nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là 1,83 lít trên 100 km. Còn đối với phiên bản mà cao cấp, đặc biệt hay là phiên bản tiêu chuẩn á, thì nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là 88 lít, còn chiếc này là 1,83 lít. Đó. Rồi, ngoài ra thì tại cửa hàng của mình cũng có những một số cái đồ chơi như là cuộn. Và các bạn cũng thấy được là ở trên đây nó sẽ có một cái mặt nạ SH dành cho Vision nữa. Rồi, mâm. Và anh chị em nào mà thích đèn led 2 tầng dành cho Vision không? Mình có luôn, chỗ cửa hàng đồ chơi bữa mình qua cho các bạn xem á, ở trên Sài Gòn á, cũng có đèn led 2 tầng dành cho Vision. Anh chị em nào mà muốn mua cái đèn led 2 tầng đó thì mình có thể liên hệ với cái số điện thoại, cái địa chỉ ở dưới cái phần mô tả video á. Dưới phần mô tả video này mình cũng có số điện thoại của cái cửa hàng bán đồ chơi luôn. Anh chị em mình có thể liên hệ vào đó để mình mua cái đèn led 2 tầng mình gắn vô đây cho đẹp ha. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào quay chi tiết chiếc xe cũng như là báo giá cho anh chị em mình biết luôn là cái giá hiện tại của Vision là như thế nào, cũng như là giá mặt nạ nè, mâm nè, để cho mình có thể lựa chọn được cái phiên bản nào mà mình thích mình mua ha. Giá của dòng xe Honda Vision nha các bạn. Đây, Honda Vision của mình ở rất là nhiều luôn nè. Ở đây còn nè. Ở đây cũng có. Thì đối với phiên bản chìa khóa thường á, sẽ có mức giá là 33,5 triệu. Còn đây là phiên bản cao cấp nè các bạn. Phiên bản cao cấp ha. Đó, yên nâu, dàn nhựa nâu sẽ có mức giá là 36,5 triệu. 36,5 triệu. À. Còn phiên bản đặc biệt là phiên bản này đây, màu đen, thì có mức giá là 37,5 triệu. Ok chưa? 37,5 triệu phiên bản đặc biệt. Phiên bản cá tính này sẽ có mức giá là 39,5 triệu. Đó, nó chênh lệch nhau khoảng từ 1-2 triệu đồng tùy vào túi tiền của các bạn mà các bạn lựa chọn. Riêng hai phiên bản này, 37,5 triệu và 39,5 triệu, phiên bản đặc biệt, phiên bản cá tính là được người ta lựa chọn và mua nhiều nhất. Đấy. Đây. Tại sao? Tại vì nó quá đẹp. Đầu điều đầu tiên là các bạn có thể thấy á, chiếc Vision này á, phiên bản cá tính thì cái logo nó nằm ở trên đây. À, còn phiên bản đặc biệt, những phiên bản khác sẽ nằm bên hông. Và cái phiên bản đặc biệt này nó đen hoàn toàn một chiếc xe như thế này, rất là đẹp. Nên là cái logo màu vàng đồng của nó làm điểm nhấn đặc trưng cho chiếc xe này, nó nổi bật chiếc xe lên. Và trên cái yên xe nó sẽ có cái đường chỉ mai màu vàng như thế này luôn nè các bạn. Thấy chưa? Đường chỉ mai màu vàng, logo Vision. Và ở đây mâm này là mâm độ của nó nha các bạn. Không phải là mâm zin nha, không phải là mâm zin. Mâm zin của nó là dạng như mâm SH mod á. Đây đây đây, mâm zin đây, như dạng SH mod này. Đó, màu bạc nha. Còn đây, mâm độ. Chị em nào mà anh em nào mà thích đi mâm độ như thế này trên chiếc xe nè. Rất đẹp đúng không? Màu vàng đồng, mâm của Tubolet. À, mâm này là 2 4 6 8 cây, mâm 8 cây. Đó, mình sẽ quay bên đây cho các bạn cùng xem. Cực kỳ đẹp nha. À, cái mâm này á, nếu như mà các bạn mua, các bạn vui lòng cộng thêm cho mình là
3 triệu nếu như các bạn lấy mâm zin về, còn không lấy mâm zin về thì 2 triệu một cặp nha. Đổi mâm ngang thì là 2 triệu một cặp thôi. Đó nè, mình nhìn ở phía sau xe nè, cái combo này lên chiếc mâm này với là cái logo chiếc xe này rất chi là đẹp luôn, không chơi vào đâu được đấy. Thì em thấy không, đó rất ngầu nha. Mấy xe này mấy anh đi cũng được nè, rất là đẹp, rất là ngầu. Còn ai mà muốn cho chồng đi chung á, cho chồng sử dụng xe chung á, thì mình sử dụng cái chiếc này mà màu đen vàng đồng, màu đen cũng được, màu đen nhám ấy vậy nè, xong mình lên cái mâm vàng đồng cực kỳ đẹp. À con này mâm của nó là chỉ có mâm 5 cây thôi, mâm 5 cây thể thao ha. Còn tất cả những cái tính năng, thí dụ như là cốp ha, cái này khóa cốp rồi, thí dụ như là cốp rồi động cơ thì nó hoàn toàn giống nhau ở tất cả các phiên bản, không hề khác một chút xíu gì hết, hoàn toàn giống nhau hết đó, chỉ khác mỗi màu sắc và phần mâm ha, phần mâm thôi đó, đèn ở đây đó. Rồi thì nếu mà các bạn muốn gắn cái mặt nạ ở thắt ý như thế này đây, gắn cho tất cả các phiên bản của Vision mình đều gắn cho chị em được hết nha, thì cái mặt nạ này mình sẽ bán cho anh chị em với mức giá là 350 cái mặt nạ này, ok chưa, 350. Còn chị em nào muốn gắn đèn led 2 tầng cho Vision, đèn led 2 tầng của Vision mình có như thế này nè, nó sẽ có như thế này nè đó, rồi sẽ có chữ Vision ở đây nữa. Bữa nào mình sẽ lên cửa hàng đồ chơi mình quay review cái đèn đó cho các bạn, mở lên cho các bạn xem luôn ha, rất là đẹp luôn. Anh chị em mà muốn mua thì cứ liên hệ với mình, ok chưa, liên hệ để lại bình luận bên dưới cho mình, mình sẽ tư vấn cho anh chị em, ok chưa. Đèn led 2 tầng cho Vision rồi, rồi mình báo giá lại nha, 33,5 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn hóa thường, 36,5 triệu cho phiên bản cao cấp màu nâu, còn 37,5 triệu cho phiên bản đặc biệt vàng giữa đen, yên đen. Phiên bản mắc nhất 39,5 triệu, phiên bản cá tính, ok chưa. Đây, đáng tiếc ha là vẫn sử dụng bóng halogen, còn chị em nào muốn lên bóng led cho nó đẹp lạ xe, độc xe của mình thì có luôn, tôi có cho chị em luôn ha. Còn đây là phần bình của nó nè, chị em lo lắng gì, phần bình nằm ở dưới yên lắm đúng không, không có gì phải lo lắng cả. Đây, đây là bình của nó nha, khi mà chị em sử dụng thì chị em sẽ đậy cái này lại, là cái hộp này rất là kín luôn, sau khi đậy cái đó lại các bạn lại đậy thêm một cái này nữa đó, có phải rất là kín không, cực kỳ kín, không có lo vấn đề mà nước vào đâu ha, nên là yên tâm vấn đề này đó. Rồi còn việc trả góp nha chị em, trả góp thì mình đưa trước, ví dụ như chiếc này là 39,5 triệu cho chị em mình ra biển số ở huyện khoảng tầm 1 triệu nữa là 40,5 triệu ha, 40,5 triệu thì chị em chỉ cần đưa trước cho mình khoảng 8 triệu đồng, 8-10 triệu là chị em có thể lấy xe về được nha, 8-10 triệu thôi lấy xe về thoải mái. Còn cái này rẻ hơn thì khoảng tầm 7-9 triệu là lấy xe về đó. Nhớ nha, mặt nạ ở thắt ý là 350, mâm 2 triệu nếu như mà chị em mình lấy mâm zin đổi, còn để mâm zin, còn lấy mâm zin về thì là 3 triệu một cặp mâm này, ok chưa. Đấy, với lại cái phần đèn này các bạn, nó sẽ không có sáng vào mặt người đi đường đối diện đâu, tin mình đi, không có sáng vào mặt này đi đường đối diện đâu, yên tâm ha. Nó sẽ chiếu xuống mặt đường nhiều hơn, chứ nó không chiếu đi ngang vô cái mặt người đối diện, nên là cái yên tâm vấn đề đó. Với lại tuổi thọ của bóng đèn á, đừng có lo vấn đề mà mình mở đèn suốt ngày liên tục thì nó 24/24 mà tuổi thọ bóng đèn sẽ hư, không có hư nha, bình không hư và bóng đèn cũng hư. Tại vì mình đi chiếc xe Airbus của mình á là hơn 1 năm nay rồi, là khoảng gần 2 năm rồi đó, qua năm 2022 là 2 năm rồi đó, mình chưa bao giờ hư bóng đèn, chưa bao giờ hết bình đó, tuổi thọ nó rất là lâu, người ta thiết kế ra được, kỹ sư thiết kế ra được thì các bạn không cần phải lo vấn đề đó đâu ha. Đấy. Rồi thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn thắc mắc vấn đề gì, muốn biết tư vấn chính xác giá lăn bánh ở đâu, trả góp như thế nào, muốn biết được là mình trả góp cái dòng xe Vision này mình có đậu hồ sơ hay không, liên hệ Zalo qua số điện thoại của mình ở bên góc màn hình đó, mình sẽ tư vấn cho các bạn cũng như kiểm tra cho các bạn hồ sơ các bạn có đậu không. Nếu mà không đậu thì thôi đừng hỏi chỗ nào hết, tại vì chỗ mình không đậu là chắc chắn những chỗ khác các bạn hỏi cũng không đậu đâu đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo nha, chúc các bạn một buổi tối xem video thật là vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.